Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi truyện trên kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ nha. Xin mời tất cả các bạn nghe truyện Hoàng Bán Tiên của tác giả Nhĩ Nhã, giọng đọc Lãm, tập 30. Sau khi đến tiền sảnh, từ đầu mới hay người dẫn đầu chính là Tế Lạc Vũ, còn có mấy vị tiền bối cao niên trong giang hồ, rồi cả mấy kẻ hòa thượng, đạo sĩ này nọ đều có mặt đầy đủ. Tư đồ lễ độ gật đầu với nhóm người ấy. Các vị có chuyện gì sao? Tư đồ ban chủ, hôm qua tề dịch đã phái người đến chiêu hàng chúng tôi. Ngô lão trực tiếp mà vào thẳng câu chuyện, hai năm rõ mười mà nói. Chúng tôi tuyệt đối không hợp tác với bọn tiểu nhân đê tiện ấy, vì thế kiên quyết không chịu quy thuận. Thế nhưng chúng tôi lại thân cô thế cô, chính vì thế chúng tôi mới muốn nghe sự tính toán của tư đồ ban chủ. Nghe theo sự tính toán của ta? Tư đồ nhìn ông ta có vẻ khó hiểu. Nếu tư đồ ban chủ cũng có ý muốn cùng tề dịch sống mái một phen thì chúng tôi nguyện ra roi vì ngài. Nhưng nếu như ngài quyết định quy thuận tề dịch thì chúng tôi chỉ còn cách bỏ đi thật xa thôi. Một đại hòa thượng lên tiếng. Chỉ có điều nếu giang sơn này rơi vào tay tên ác đồ ấy vậy thì thật đáng thương thay cho thiên hạ chúng sinh, tránh sao khỏi một kiếp nạn tai. Tư đồ nghe xong chỉ hơi gật đầu, hoàn toàn không đáp lại lời của quần hùng nói. Đúng lúc ấy thì chợt nghe tiếng nói của Tiếu Lạc Vũ. Nếu tề dịch nắm được quyền lực trong tay, thì phỏng chừng nơi đầu tiên hắn đối phó chính là Hắc Vân Bảo. Nói xong thì đánh mắt liếc nhìn Tiểu Hoàng đang ngồi bên cạnh tư đồ. Tư đồ mỉm cười bảo. Tề dịch có nhân mã trăm vạn, đóng quân bên dưới chân núi. Hắc Vân Bảo ta dẫu cho tập trung hết thảy huynh đệ, thê nhi lão ấu, gia súc gia cầm cũng sợ là chưa đến 10 vạn. Ta cũng muốn đánh nhau với hắn lắm, nhưng chỉ e lòng có dư mà lực không đủ thôi. Chúng ta chỉ cần mang tội ác của tề dịch đi chiếu cáo khắp thiên hạ, tập kết quần hùng, ắt có thể cùng hắn giằng co một phen. Ngô lão đạo bắt đầu kích động. Cùng lắm thì bần đạo và hắn đồng quy vu tận thôi. Tư đồ gật gù đáp. Tề dịch tấn công từ dưới núi lên đây, nhiều nhất cũng chỉ mất 10 ngày. Lão đi chiếu cáo thiên hạ, tập kết quần hùng gì đó, án chừng nửa năm đã gọi đủ chưa? Lão đào đỏ mặt tía tay, ngồi phịch xuống mà thở dốc, chẳng nói thêm được lời nào nữa. Cũng không thể nói như vậy được. Tiếu Lạc Vũ lại lên tiếng. Nhân số nhiều cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Đại chiến Xích Bích năm đó, Giang Đông chỉ với hơn 10 vạn nhân mã, chẳng phải cũng đã chiến thắng Tào quân hơn 100 vạn đại binh ấy à? Giang Đông thì có Trường Giang là nơi hiểm yếu, Hắc Vân Bảo thì có thế núi vững vàng. Trận Xích Bích kia thì có Khổng Minh, còn tư đồ ban chủ chẳng phải đã có một Hoàng Bán Tiên đó hay sao? Tiếu Lạc Vũ nói đến đó thì tầm mắt mọi người đều hướng về phía Tiểu Hoàng đang ở sát bên cạnh tư đồ. Tiểu Hoàng lúng túng đứng dậy, đưa mắt nhìn nhóm người đang theo dõi mình. Sau đó xoay người nhìn tư đồ. Đúng lúc ấy, có một thám báo vào bẩm cáo. Ban chủ, sáng nay tề dịch đã tế trời ở bên bờ sông, tự mình xưng đế, đặt quốc hiệu là Cảnh Hiên. Gì cơ? Tư đồ giật mình. Gã tề dịch này quả nhiên là đại nghịch bất đạo. Ngô lão đạo đập tay ghế mà đứng phắt dậy. Tự mình xưng đế, mưu đồ xón đoạt ngai vị, thật đúng là không biết liêm sĩ. Ban chủ, tề dịch phái người tuyên chỉ. Thám báo lại bẩm báo tiếp. Lúc này đang chờ bên ngoài. Tư đồ hơi nhướng mày, gật đầu. Để hắn vào đi. Chẳng bao lâu sau, có một tướng sĩ ăn mặc như là quan viên truyền lệnh tiến vào, đứng ngay giữa đại sảnh mà nhìn mọi người xung quanh một lượt, sau đó đưa ra lệnh bài của tề dịch. Phụng khẩu dụ của chủ tử ta, phong tư đồ ban chủ của Hắc Vân Bảo là hộ quốc hầu, phong cho Hoàng Bán Tiên là hộ quốc quân sư. Lệnh cho hai người mau chóng đến quân danh để mà nghe truyền lệnh. Tư đồ im lặng, sau đó cười lạnh, lắc đầu ngoảnh sang mà nhìn Tiểu Hoàng. Ngươi nói xem thế nào? Tiểu Hoàng trầm mặc hồi lâu rồi chậm rãi nói. Việc mà mới rồi các vị nói ấy kỳ thật cũng không phải là không có cách nào. Giang hồ quần hùng nghe Tiểu Hoàng nói như thế thì ai nấy cũng đều lộ vẻ vui mừng. Đúng lúc này thì nghe tư đồ lớn giọng cười, phất tay với quan viên truyền lệnh kia rằng: "Trở về nói với tề dịch rằng, tư đồ ta chả hứng đâu mà đi làm mấy cái chức quan đó. Tư đồ ban chủ muốn kháng chỉ sao?
Quan viên truyền chỉ lập tức sa sầm mặt mũi. Tư đồ lại càng cười lớn hơn, đáp trả rằng: "Ngươi nghĩ Hắc Vân bảo ta là nơi ai muốn đến thì đến sao? Nếu không đi ngay thì đừng hòng có đường mà đi nữa." Quan viên truyền lệnh thấy sắc mặt của tư đồ có vẻ âm trầm, ẩn chứa sát ý bên trong, bất chợt cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, thế là nhanh chóng xoay người bỏ chạy cho nhanh. Sau khi đuổi người đi rồi, tư đồ chậm rãi đứng dậy, nói với giang hồ quần hùng: "Hôm nay các vị nghỉ lại một đêm ở Hắc Vân Bảo đi, chúng ta thương nghị đối sách đã, ngày mai sẽ lại bàn tiếp vậy." Nói xong, liền kéo Tiểu Hoàng đi vào trong. Hai người chậm rãi quay về thư phòng, sau khi đóng cửa lại, tư đồ đổ gục lên bàn mà cười ha hả. Tiểu Hoàng đến bên cạnh, rót cho hắn một chén nước, rồi chọc chọc hắn: "Huynh còn cười nữa à?" Tư đồ cười, ôm chầm lấy Tiểu Hoàng, hôn nhẹ lên gò má của y mà hỏi: "Sau đây Tiểu Khổng Minh, kế tiếp chúng ta phải làm gì bây giờ?" Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo: "Huynh bảo Tương Thanh đến đây đi, ta có chuyện muốn nhờ huynh ấy làm." Tư đồ gật đầu, sai người gọi Tương Thanh đến. Sau khi nghe Tiểu Hoàng dặn dò, Tương Thanh lãnh mệnh lui xuống. "Sau đó thì sao?" Tư đồ dặn dò, so so tai của Tiểu Hoàng hỏi tiếp. "Người muốn lấy một chọi 10, dùng 10 vạn người xử lý 100 vạn binh mã của Tề Dịch đó ư?" Tiểu Hoàng mỉm cười nói: "Ta khắc có biện pháp." "Cái gì?" Tề Dịch đập tay lên án. "Tên tư đồ ấy dám không tiếp thụ ư?" "Thưa vâng." Quan truyền chỉ mang tất cả những lời tư đồ đã nói thuật lại cho Tề Dịch nghe. "Nguyên soái, lúc mạc tướng đến thì phát hiện Tiếu Lạc Vũ cùng bọn giang hồ quần hùng đều đang có mặt tại Hắc Vân Bảo." Tề Dịch nghe xong thì trầm mặc trong chốc lát, sau đó gật đầu đáp: "Soạn cho bổn soái vài tấm thiệp mời, thỉnh tư đồ và Tiếu Lạc Vũ ngày mai đến Trường Đình, cách Hắc Vân Bảo ngoài 10 dặm cùng uống rượu." "Nguyên soái!" Mấy vị phó tướng ai nấy đều kinh hãi, vội vàng lên tiếng ngăn cản Tề Dịch. "Hai kẻ ấy, kẻ nào cũng có võ công cực cao, ngài có cần phái người theo bảo hộ không?" "Không cần." Tề Dịch khoát tay từ chối. "Những kẻ ấy đều là cao thủ trong giang hồ, danh khí so với tính mệnh còn quan trọng hơn. Chúng sẽ không dám ám toán bổn soái đâu." Nói xong liền phất tay với quan truyền lệnh: "Đi đi." "À, phải rồi, mời cả quan bán tiên đến nữa." Nửa canh giờ sau, quan truyền lệnh quay về, báo rằng cả tư đồ lẫn Tiếu Lạc Vũ đều nhận lời, trưa ngày mai sẽ đến Trường Đình ở cách bên ngoài Hắc Vân Bảo 10 dặm để uống rượu. Tề Dịch nghe xong thì liền gật đầu. "Nguyên soái, phải chăng là nên mang theo nhiều hộ vệ một chút?" Chu Lâm tiến lên hỏi. "Không cần thiết, ngươi dẫn theo vài tỳ tùng cùng ta đi là được rồi." Tề Dịch nói xong thì xoay người rời khỏi soái tướng. Tại Hắc Vân Bảo, Tiểu Hoàng ngồi tại chiếc bàn to thật là to trong thư phòng của tư đồ, bày một tấm bản đồ địa hình các khu vực xung quanh Hắc Vân Bảo lên mặt bàn, lại còn cầm cả mớ sỏi đủ màu đủ sắc theo nữa. Thế là có một bóng dáng người nho nhỏ ngồi cạnh một chiếc bàn to to, chăm chú đến mức chẳng để ý gì đến xung quanh. Tư đồ thấy thế, sinh lòng thích thú, bèn nhát sát lại mà hỏi: "Tiên tiên, ngươi làm cái gì vậy?" "Ta đang suy nghĩ biện pháp." Tiểu Hoàng hờ hững đáp: "Nhân mã của Tề Dịch tuy có đông, nhưng dù gì cũng sẽ có nhược điểm, chưa hẳn là không thể thắng đâu." Tư đồ từ phía sau ôm lấy thắt lưng của Tiểu Hoàng, cọ cọ vào vai của y. "Tiên tiên, vất vả cho ngươi rồi, ngươi đúng là hiền thê của ta mà." Tiểu Hoàng đỏ hết cả mặt mày lên. "Đừng có nói hô nói vượng mà." Tư đồ vẫn ôm chặt không buông. "Ngày mai phải đi gặp Tề Dịch, ngươi đoán xem hắn sẽ nói cái gì nào?" "Chắc là muốn gặp để chiêu hàng huynh và Tiếu Lạc Vũ thôi." Tiểu Hoàng ngoảnh lại nhìn tư đồ. "Đến lúc đó thì huynh không được phát hỏa đâu đó nha." "Sao ngươi nói cứ như thể ta là kẻ không biết kiềm chế lắm ấy?" Tư đồ tỏ ra rất là oan ức. "Ta rất biết đạo lý đó chứ." Tiểu Hoàng nhìn không được mà phải bật cười nhìn hắn. "Thân phận của Tiếu Lạc Vũ có vẻ khả nghi lắm. Ta cứ cảm thấy con người này thần bí làm sao đó. Huynh phải đề phòng nha." Tư đồ nhướng mi. "Chỉ cần hắn không có ý đồ gì với ngươi là được ấy mà. Bằng không thì phải tống tiễn hắn lên đường trước." "À, phải rồi. Thuốc của Mộc Lan nghiên cứu đến đâu rồi?" Tiểu Hoàng tò mò. "Hai hôm nay, huynh ấy cứ ở suốt ở trong dược phòng thôi."
ai mà biết được. Tư Đồ nhún vai. Mà ta nói, bọn người giang hồ kia tự làm tự chịu đi, cứu bọn họ làm cái quái gì chứ. Đang lúc nói chuyện thì Tương Thanh tiến vào. Hoàng tiểu tiên sinh, những chuyện tiên sinh căn dặn ta đều đã làm xong cả rồi. Tiểu Hoàng gật gù bảo, vậy huynh cứ theo lời ta đã nói lúc trước mà chuẩn bị đi, hẳn là không đến 3 ngày nữa sẽ giao chiến trận đầu tiên đó. Tương Thanh gật đầu đáp trả, nhưng rồi trước lúc ra cửa lại có phần hơi do dự, bèn quay lại hỏi, thật sự sẽ không có việc gì xảy ra sao? Tiểu Hoàng cũng gật đầu, yên tâm đi. Đợi cho Tương Thanh đi rồi thì Tư Đồ cúi đầu nhìn tấm bản đồ cả nửa ngày trời, sau đó hỏi, rốt cuộc là lần này ngươi an bài chuyến thực gì thế? Nói thật chứ, ta vẫn có cảm giác để ta nửa đêm đi làm thịt tề dịch có khi còn đơn giản hơn. Tiểu Hoàng lắc lắc đầu bảo, không được đâu. Tại sao chứ? Tề dịch và thị vương không có giống nhau, ông ta đối đãi với thủ hạ của mình rất là tốt, lại được lòng quân, các tướng sĩ ai nấy đều trung thành và tận tâm với ông ta. Tiểu Hoàng chậm rãi giải thích, tề dịch và huynh đối địch nhau chính là điều ông ta tối kỵ nhất, bởi lẽ thắng huynh rồi thì vẫn còn phải khai chiến với binh sĩ của hoàng đế nữa. Nói thế cũng phải, nếu hắn ta đánh ta, chỉ sợ là trai cò mổ nhau đến lưỡng bại câu thương, rồi thì hoàng đế kia lại là ngư ông đắc lợi thôi. Tư Đồ cười, thế nhưng nếu lão ta lập tức trở đầu đi đến hoàng đế, đến khi phải bôn ba suốt đường dài, cho dù thắng được thì cũng chẳng còn sức đâu mà thu thập ta nữa. Thế nên bây giờ, biện pháp tốt nhất chính là chiêu hàng ta, hoặc là dùng số lượng nhân mã ít nhất để giải quyết ta. Cho nên mới bảo, lúc tề dịch đối phó với chúng ta, hiển nhiên phải chừa phần lại, dùng binh tất sẽ có do dự, và đây chính là điểm mà chúng ta có thể thắng. Tiểu Hoàng giải thích, một khi chúng ta giết tề dịch, thì thủ hạ của ông ta sẽ không bận tâm đến việc tái chiến với hoàng đế mà sẽ liều mạng để tiêu diệt chúng ta, báo thù cho tề dịch. Thế khác nào là ngọc nát thì đá cũng tan tành rồi còn gì. Tư Đồ tỏ ra buồn cười, xem chừng lần này chúng ta không chỉ phải đánh tề dịch mà còn không được để ông ta chết nữa nhỉ. Tiểu Hoàng gật đầu, ta cũng không hy vọng ông ta sẽ chết. Tư Đồ chào mày, ôm lấy Tiểu Hoàng kéo một cái. Tiểu Hoàng thở hắt ra một tiếng, quay đầu lại nhìn Tư Đồ. Đau mà, ai bảo ngươi cứ miên man suy nghĩ chứ. Tư Đồ trừng mắt, ở trong vòng tay của ta mà còn dám nghĩ đến nam nhân khác ư? Sao lại nói thế được chứ? Tiểu Hoàng tức giận, ông ấy là trưởng bối của ta, ta chỉ không muốn ông ấy chết thôi mà. Vậy thì cũng không được. Tư Đồ hung dữ nói, đừng nói là người, cho dù là chó hay là mèo, chỉ cần là giống đực thì không cho phép ngươi nghĩ đến. Huynh... Tiểu Hoàng dãy dụa không được, chỉ đành nhấc chân đạp một cước thẳng vào đùi của hắn. Về sau không được nói như thế nữa đâu đó. Tư Đồ hung hăng hôn tiểu hài tử trong lòng của mình một cái. Ngươi cứ chờ đó đi, còn 5 ngày nữa thôi, đến lúc đó lại trừng trị ngươi một phen. Tiểu Hoàng hốt hoảng chữa lại, là 6 ngày mới đúng. Tư Đồ nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của y, chợt phát hiện ra, từ sau cái lần đầu tiên ấy thì tiểu hài tử trong lòng của mình càng ngày càng đáng yêu biết bao. Tư Đồ nhìn mãi đến thèm nhỏ dãi, nhưng chỉ đành cầm tay của Tiểu Hoàng so so một cách không cam lòng. Sao ngươi lại chẳng chịu nghe lời gì thế hả? Nếu 5 ngày mà làm một lần thì tốt biết mấy. 3 ngày. Không, ta ngày nào cũng muốn làm hết. Tiểu Hoàng bị sờ qua nắng lại, trong lòng rất là lo lắng. 5 ngày sau chẳng biết sẽ biến thành cái chuyện quái quỷ gì nữa đây. Hay là tìm một lần hỏi thăm một chút, xem có thứ gì cho người ta ăn vào thì sẽ không còn hứng thú làm mấy cái chuyện kia nữa hay không. Một đêm trôi qua, đến buổi trưa ngày hôm sau, Tư Đồ dẫn theo Tiểu Hoàng rời khỏi Hắc Vân Bảo, chậm rãi đi về phía Thập Lý Trường Đình dưới chân núi. Thập Lý Trường Đình quả đúng hệt với ý nghĩa, cứ cách 10 dặm lại có mái đình, là nơi để lữ khách dừng chân nghỉ ngơi. Sau khi đến chân núi thì hai người thấy Tiếu Lạc Vũ đã có mặt ở tại đó. Hắn ta ngồi tựa mình trong đình, một tay cầm bầu rượu, một tay cầm chén rượu, một mình độc ẩm. Thoạt nhìn qua trông có vẻ rất là đắc ý. Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc nhìn nhau rồi bước đến gần. Tiếu Lạc Vũ cười với hai người, sau đó tiếp tục uống cạn chén rượu. Tiểu Hoàng và Tư Đồ vừa vào đến đình
thì thấy xa xa có vài con tuấn mã đang phi đến, dẫn đầu chính là người ăn mặc thường phục, Tề Dịch. Trong tay ông ta xách theo một chiếc hòm gỗ, phía sau đó là phó tướng Chu Long cùng hai gã tiểu giáo, lại còn chở theo cả mấy vò rượu nữa. Ba vị đến thật là sớm nhỉ? Tề Dịch say người xuống ngựa, bước nhanh vào đình. Tứ Lạc Vũ và Tư Đồ cùng gật đầu với ông ta, xem như là trả lễ. Mang rượu vào đi. Tề Dịch quay lại ra lệnh cho thủ hạ. Mấy gã tiểu giáo liền nâng mấy vò rượu vào trong. Là loại hoa lê bạch ngon nhất đó. Tề Dịch vừa nói vừa cười, mở một vò rượu ra. Hôm nay không say không về. Ông ta nói xong, liền nâng chén lên cạn sạch một hơi. Tư Đồ và Tiểu Hoàng ở phía đối diện không nói gì, nhưng Tiếu Lạc Vũ lại đặt câu hỏi. Tề tướng quân đang tính toán điều gì mà lại mời chúng tôi đến uống rượu thế này? Tề Dịch bật cười hai tiếng, lại nâng chén lên. Cả đời bỗng sói, chỉ có ba nguyện vọng. Hôm nay nhờ phúc của cả ba vị mà đã hoàn thành rồi, hiển nhiên là phải chúc mừng thôi. Hả? Tư Đồ nhận rượu và hỏi. Chúng ta đã giúp ông hoàn thành tâm nguyện ư? Là tâm nguyện gì cơ chứ? Tề Dịch cười và hóp mấy ngụm rượu, mang chiếc hòm gỗ ban nãy đặt lên bàn. Điều thứ nhất chính là hắn. Nói xong liền mở hòm rượu ra. Tư Đồ và Tiếu Lạc Vũ vừa thấy đã chao mày, còn Tiểu Hoàng thì hoảng sợ hít sâu một hơi, vội vã cúi đầu không muốn nhìn nữa. Bên trong hòm gỗ có một cái đầu người, chính là của Thủy Vương. Tư Đồ thấy mặt mày của Tiểu Hoàng trắng bệch ra, liền cười lạnh lùng mà hỏi Tề Dịch. Tề tướng quân, đây là ý gì? Thủy Vương Viên Cảnh chính là một trong hai người mà cả đời này Tề Dịch ta muốn giết nhất. Tề Dịch cao giọng nói. Hôm nay trừ được một mối họa lớn ở trong lòng, đương nhiên là phải chúc mừng rồi. Vậy chẳng hai người còn lại mà Tề tướng quân muốn giết là ai? Tiếu Lạc Vũ cười hỏi. Đường Triều Hoàng Đế Viên Lạc. Tề Dịch trả lời một cách sảng khoái. Tư Đồ và Tiểu Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Phần Tiếu Lạc Vũ cũng chỉ tự mình nâng chén, uống xong một ngụm rượu không khỏi tán thưởng. Quả là rượu ngon. Rượu này là thứ rượu bổng sói thích nhất. Tề Dịch tự rót cho mình chén rượu khác, liếc mắt nhìn Tiểu Hoàng. Cũng là của người mà bổng sói yêu nhất. Tiểu Hoàng có phần hơi mất tự nhiên, chỉ cúi đầu uống rượu. Tư Đồ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về vị nhạc phụ chưa biết mặt ân tịch ly này, liền hỏi Tề Dịch. Chẳng hay người mà tướng quân yêu nhất ấy hiện giờ đang ở nơi nào? Tề Dịch trầm mặt trong chốc lát, sau đó cười với Tiểu Hoàng. Y ra đi đã 20 năm rồi, hiện tại chẳng biết là đang ở nơi nào nữa, nhưng có lẽ là đang sống rất là tốt. Tiểu Hoàng ban đầu nghe bảo ân tịch ly đã ra đi thì chợt thấy trong lòng rúng động, nhưng sau khi nghe hiện tại chẳng biết đang ở nơi nào, nhưng có lẽ là đang sống rất tốt, mới thở phào một hơi. Có lẽ là do sự kết nối của tình phụ tử nên Tiểu Hoàng Thị Chung vẫn cảm thấy ân tịch ly vẫn còn tại thế, chỉ là không biết đang ẩn cư ở nơi nào mà thôi. Hy vọng rằng ông ấy không bị cuốn vào vòng xoáy của những phân tranh, về sau nếu có cơ hội thì được gặp mặt nhau cũng rất tốt. Tư Đồ thấy Tiểu Hoàng ngây ngẩn ra thì biết y đang suy nghĩ đến chuyện của phụ thân. Hắn tuy biết là không nên, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút ganh tị không nói nên lời, cũng vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục uống rượu. Tề tướng quân, quả nhiên là tình thâm tựa biển cả nhỉ? Tiếu Lạc Vũ nửa thật nửa đùa mà hỏi. Chẳng biết người mà Tề tướng quân yêu thương giờ này có vừa thưởng rượu ngon vừa tưởng niệm tướng quân hay không? Tề Dịch nghe mấy lời này thì biến sắc, ngửa mặt cạn sạch một chén rượu, sau đó lạnh lùng đáp. Thật đáng tiếc, y là kẻ có mắt không trồng, lại đi xem trọng một tên vô tâm vô phế. Nếu đổi lại là bổng sói sao có thể để cho y phải chịu nhiều đau khổ như vậy? Ông ta vừa nói, vừa liếc nhìn Tư Đồ. Hy vọng rằng hậu nhân của y sẽ không dẫm vào vết xe đổ ấy. Tư Đồ có cảm giác hơi lạnh sau gáy, ngẫm lại thì cũng có phần đúng. Thì Tề Dịch cũng xem như là thê cũ rồi. Sau đó mấy người bọn họ chén tạc chén thù có vẻ rất vui. Mãi đến khi rượu quá 3 tuần thì Tề Dịch mới nói tiếp. Bổng sói cũng không màng làm hoàng đế, chỉ mong hoàn thành được tâm nguyện. Tư Đồ huynh, Tiếu huynh đều là những bậc cao nhân, chẳng hay có thể giúp bổng sói chia sẻ mối tâm sự này chăng?
Tư Đồ quay sang, nháy mắt với Tiểu Hoàng mấy cái, ý tứ như muốn nói đấy, xem đi. Chỉ cần có thể giết chết tên tặc tử Viên Lạc, thì đối với bổn sói mà nói là quá đủ cho một đời. Tề Dịch thản nhiên nói, giang sơn này sinh dân cho nhị vị. Cả Tư Đồ lẫn Tứ Lạc Vũ đều hơi giật mình, lòng thầm nghĩ, chẳng phải Tề Dịch đã quá chán rồi, đến cái chuyện này mà cũng mang ra hứa hẹn được sao? Tề tướng quân, vì sao lại hận đương kim hoàng đế đến như vậy? Tiếu Lạc Vũ tò mò mà hỏi. Hắn làm nhiều việc ác, hại người vô số. Tề Dịch đáp một cách đầy khinh thường. Ngôi vị hoàng đế ấy là hắn dùng phương pháp vô cùng thấp hèn để đoạt được. Bổng sói và hắn vốn có mối thù không đội trời chung. Không giết được hắn thì bổng sói có chết cũng không nhắm mắt được. Tiểu Hoàng nghe thấy thế thì chỉ cao mày. Tề Dịch này chấp niệm quá sâu, tự mình đi vào ngõ cụt. Chiếu theo binh lực của Tề tướng quân hiện giờ, muốn công hãm kinh thành để làm hoàng đế cũng đâu phải là chuyện khó khăn gì. Tư Đồ cười. Đã thế này thì cần gì phải nhờ vào bọn giang hồ chúng tôi đến tương trợ chứ. Tề Lạc Vũ cười lạnh. Hoàng đế cũng chẳng phải là chuyện dễ làm. Tề tướng quân không có hứng thú, chúng ta đây cũng chẳng ham thích làm gì. Tề Dịch gật gù cười. Theo ta được biết thì tuy mấy năm nay Viên Lạc giả vờ thuận theo ý Viên Cảnh, nhưng trên thực tế vẫn chiêu binh mãi mã, đã có sự trù bị rất là vẹn toàn. Nếu ta khởi binh bôn ba đường dài để đánh hắn, chưa chắc sẽ nắm chắc phần thắng cả 10 phần trong tay. Huống hồ, nói đến đây thì ông hơi chần chừ một chút. Người trong giang hồ tựa chừng như là hận ta đến thấu xương. Một khi ta khởi binh, các người lại tập kích ở sau lưng ta, cùng Viên Lạc hai đầu kẹp chặt, ta đây chả phải là nguy to rồi sao? Tiếu Lạc Vũ mỉm cười. Tướng quân khéo lo rồi, chúng ta đây đều là những kẻ ưa thích yên ổn, chả ai muốn việc chinh chiến đâu. Hơn nữa, Hắc Vân Bảo và Tề tướng quân cũng xem như là có quan hệ họ hàng mà. Y nói xong thì nhìn Tiểu Hoàng. Họ làm sao có thể tấn công tướng quân cho được chứ? Tề Dịch cười. Chuyện hành binh không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu có mối lo phía sau thì chắc chắn không thể nào chuyên tâm giết địch được. Bởi vậy, bổn sói vẫn muốn mời Tư Đồ ban chủ và Tiếu trại chủ hiệp trợ một phen. Nếu nhị vị có điều kiện gì thì cứ đề bạt thẳng ra. Tiếu Lạc Vũ và Tư Đồ chẳng ai nói gì, chợt nghe Tề Dịch nói tiếp. Tề mộ cũng không có ý gì đâu, chẳng qua là mọi việc đều nên tính trước để khỏi mối họa về sau. Bằng không như vậy đi. Ông ta nói xong, liền nhìn Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng tiên sinh, đa mưu túc trí. Đối với việc tấn công đế đô của bọn sói, hẳn sẽ giúp ích được nhiều. Vậy chi bằng, chúng ta cùng đồng hành. Dù sao thì bọn sói và ngươi cũng là máu mủ ruột ra. Đương nhiên bọn sói sẽ không làm hại ngươi. Tư Đồ ban chủ cũng nhờ thế mà an tâm lo liệu sự vụ của Hắc Vân Bảo. Đợi cho đến khi Viên Lạc chết rồi, bọn sói tất sẽ tự mình đưa Tiểu Hoàng tiên sinh trở về. Tư Đồ và Tiểu Hoàng vừa nghe đã hiểu ngay Tề Dịch có ý lo ngại lúc ông ta tấn công đế đô. Thì ở đây Tư Đồ sẽ dậu đổ bìm leo, làm kẻ ngư ông đắc lợi, vì thế mới muốn dẫn Tiểu Hoàng đi hòng uy hiếp. Nói một cách đơn giản hơn thì ý tứ của Tề Dịch chính là Tư Đồ ngươi có quy thuận ta không chẳng hề quan trọng, chỉ cần ngươi giao Tiểu Hoàng cho ta, ta sẽ an tâm dẫn quân tấn công đế đô, cũng sẽ không động đến Hắc Vân Bảo ngươi. Tiếu Lạc Vũ chỉ cười chứ không nói gì, trong lòng tự nhủ lá gan của Tề Dịch kể ra cũng to nhỉ, nói một câu mà nhằm ngay điểm yếu của Tư Đồ. Bèn đảo mắt lén nhìn xem, kết quả thấy được Tư Đồ đã biến sắc, mà Tiểu Hoàng ở bên cạnh đang cố hết sức nắm chặt tay của hắn, không cho hắn phát giận. Tư Đồ cắn răng nhịn đến nửa ngày. Nếu không phải Tiểu Hoàng ở sát bên cạnh nắm chặt tay của hắn thì hắn đã sớm động thủ đánh người. Nhưng trước khi đến đây thì Tiểu Hoàng đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rằng không được xúc động. Huống hồ gì tình huống này Tiểu Hoàng đã tiên liệu từ trước, cũng đã dạy hắn cách ứng đối rồi. Thế nên Tư Đồ rút cuộc cũng nuốt được cơn giận xuống, hỏi lại: Tề tướng quân chẳng lẽ lại không biết ta và Tiên Tiên vừa mới thành thân ư? À, bổng sói cũng có nghe qua việc này, Tề Dịch nói. Lời của Tiểu Hoàng dạy Tư Đồ để ứng phó là mấy câu khách sáo đi từ chối Tề Dịch.
đại loại như sức khỏe của tiểu hoàng không tốt, không thể bôn ba đường trường được. Nhưng ngẫm lại, chỉ nói thế thì chưa thể hết giận được. Ngoảnh lại nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của tiểu hoàng, thế là Tư Đồ chợt nảy ra một ý, làm bộ nửa đùa nửa thật mà nói với Tề Dịch. Chúng ta mới vừa tân hôn được có 3 ngày, đang lúc tình ý mặn nồng, gần như ngày nào cũng phải quấn quýt lấy nhau. Này Tề tướng quân cứ thế mà mang bảo bối của ta đi mất, há chẳng phải muốn ta và bảo bối nhà ta phải bất mãn mà chết đó ư? Tiếu Lạc Vũ ở ngay bên cạnh đang lúc hớp một ngụm rượu, thế mà toàn bộ phun hết ra ngoài, vỗ ngực không ngừng. Tiểu Hoàng sợ Tư Đồ nổi giận, sợ Tư Đồ nhìn không được mà động thủ, nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ đến hắn sẽ nói ra những câu như thế này. Vừa rối vừa thẹn, mặt mày đỏ bừng bừng, không làm sao mà nhịn được, liền nâng tay đánh Tư Đồ một cái. Huynh lại nói bậy bạ cái gì đó. Còn về phần Tề Dịch thì chỉ biết mặt mày xanh mét. Tư Đồ thấy Tề Dịch giận đến chết khiếp thì lại càng vui sướng hơn, bèn bắt lấy nắm tay của Tiểu Hoàng đang vung tới, kéo người ta thẳng vào trong lòng của mình, nhẹ nhàng an ủi. Cục cưng à, đừng có đánh mà, tối qua còn đánh chưa có đủ ư? Trên lưng toàn là vết thương đây này. Tiếu Lạc Vũ đập bàn mà cười lớn. Tư Đồ ban chủ, quả nhiên là có phúc khí lớn nha. Ta phải đi đây. Tiểu Hoàng đỏ mặt xoay người bỏ đi một nước. Tư Đồ vội vàng ôm quyền với Tiếu Lạc Vũ và Tề Dịch. Ý tốt của tướng quân, chúng ta xin nhận. Nhưng Tư Đồ ta đây chả có chí khí lớn lao gì. Ta cốc có thích giang sơn, chỉ thích mỹ nhân thôi. Thôi thì Tề tướng quân lo việc báo thù của mình đi, còn cháu trai của tướng quân thì cứ để phần Tư Đồ này lo cho vậy. Nói xong liền xoay người gọi. Tiên tiên, cục cưng, chờ ta với. Tiếu Lạc Vũ thò tay ôm lấy một vò lê hoa thạch còn chưa mở ra, nhìn kẻ đang mặt mày tối sầm là Tề Dịch mà nói. Rượu ngon của tướng quân tặng, tại hạ xin cảm tạ. Nói xong thì ôm rượu vừa cười vừa bỏ đi. Tiên, Tư Đồ bước nhanh bám theo Tiểu Hoàng đang cắm cúi vội vàng đi phía trước. Đợi ta với. Tiểu Hoàng làm như là không có nghe thấy, mặt y đỏ lửng, bộ dáng lúng ta lúng túng. Sao vậy hả? Tư Đồ đã biết tổng mà còn hỏi, rồi làm mặt cười vô lại. Ta có nói sai cái gì đâu. Tiểu Hoàng khựng lại, trừng mắt với Tư Đồ. Quỳnh mà không có nói tầm bậy tầm bạ, ta nào có. Nào có cái gì? Tư Đồ cười xấu xa, thấy sắc mặt của Tiểu Hoàng lại cao có thêm mấy phần thì vội vàng hỏi. Người đã không cho ta làm đã đành đi, giờ còn không cho ta nói nữa đúng không? Nếu như người cho ta làm thì ta hết nói ngay. Tiểu Hoàng lườm cho hắn một cái, trong bụng nghĩ huynh nằm mơ à, rồi xoay người bỏ đi. Y bị Tư Đồ túm lấy một cái, hắn khanh khách cười bảo. Có mệt không hả? Ta cõng ngươi nha. Tiểu Hoàng thấy bộ dáng cợt nhả của hắn thì vừa ấm ức vừa nổi giận, vùng ra. Không cần. Hai người bọn họ, kẻ muốn người không, cứ giằng co qua lại mãi một lúc lâu thì bất thình lình Tư Đồ thốt lên một câu khó hiểu. Cô xem đã đủ chưa? Tiểu Hoàng sững sốt, ngước lên nhìn Tư Đồ, nhưng chỉ thấy hắn đang nói chuyện với rừng cây bao quanh bọn họ. Ta chỉ là trông thấy các vị đang trò chuyện thân mật như vậy nên không muốn quấy rầy mà thôi. Từ phía rừng cây vọng ra một giọng nói trong trẻo của phụ nữ. Nương theo tiếng nói ấy, một nữ tử dáng dốc uyển chuyển chậm rãi bước ra từ phía bóng rừng. Cô nương ta toàn thân mặc y phục màu đỏ thắm, gương mặt trắng nõn, ngũ quan đoan trang thanh tú. Trên vầng trán, nơi hơi nhếch lên về phía trái có một chút vết chu sa chỉ bé bằng hạt gạo, càng khiến cho cô ta thêm vài phần xinh đẹp. Tuổi của cô cũng không lớn lắm, chỉ độ quá đôi mươi. Bên vai của cô còn đeo một tay nải, tay phải của cô cầm kiếm. Tư Đồ quan sát cô nương ta một lượt từ trên xuống dưới. Dù không biết cô ta là ai, nhưng trong cô ta cũng không có ý xấu gì, bèn bỏ qua, dắt Tiểu Hoàng lên núi. Xin đợi một lát. Cô ta hấp tấp đuổi tới mấy bước, mỉm cười hỏi. Làm ơn cho hỏi, Hắc Vân Bảo có phải ở trên đỉnh núi không? Tư Đồ không trả lời, chỉ cao mày mà nhìn cô ta. Tiểu Hoàng thì lại gật gật đầu. Nữ tử kia ngẫm ngợi một chút rồi hỏi thêm. Vậy trên núi trừ Hắc Vân Bảo ra còn có hộ dân nào khác hay không? Tiểu Hoàng quay qua hỏi Tư Đồ. Có nhà nào khác hay không?
Tư Đồ nhướng mày. Không có. Cảm tạ. Nữ tử gật đầu với họ. Tư Đồ lại xoay đi, kế Tiểu Hoàng tiếp tục lên núi. Cô nương ta cũng cùng đi theo phía sau bọn họ. Mới đi được vài bước thì cô lại mở miệng hỏi. Hai vị đây cũng lên núi ư? Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ không buồn đối hoài gì tới người ta nên ngoảnh đầu lại bảo. Phải. Vậy là cũng đến Hắc Vân Bảo ư? Nữ tử bèn vui vẻ. Chúng ta đi cùng đường rồi, các vị là người của Hắc Vân Bảo sao? Tiểu Hoàng có hơi tò mò mà hỏi. Cô đến Hắc Vân Bảo làm gì? Ta có việc muốn tìm Hoàng Bán Tiên. Cô ta trả lời một cách sảng khoái. Tiểu Hoàng nhìn sang Tư Đồ. Tư Đồ bèn đến bên cạnh nữ tử kia mà liếc nhìn cô, hỏi. Cô là người phương nào? Tiểu nữ là Viên Thiến. Cô gái cất cao giọng nói. Họ Viên. Tư Đồ và Tiểu Hoàng liếc mắt nhìn nhau, đều có chút giật mình. Phải. Cô nương trả lời rất thẳng thắn. Cũng khéo thật. Các vị biết Hoàng Bán Tiên sao? Dẫn ta đi gặp y nha. Ta có chuyện rất hệ trọng cần y giúp đỡ. Tiểu Hoàng trông thấy cô ta rất là thành khẩn thì hỏi. Cô cần tìm y có việc gì? Nữ tử chỉ lắc đầu cười. Chuyện này rất là hệ trọng. Không gặp được y thì ta không thể nói. Tư Đồ lạnh giọng bảo. Y là Hoàng Bán Tiên. Cô nương kia rõ ràng là đang thản thốt hết mực. Cô dương mắt lên đăm đăm mà nhìn Tiểu Hoàng đầy khó hiểu. Một hồi lâu sau, cô mới nói. Còn nhỏ đến thế ư? Ta còn tưởng rằng đã là một tiểu lão đầu tiên phong đạo cốt rồi đó chứ. Nhưng mà cũng đúng nhỉ, Ân Tướng Quốc còn chưa đến 40 mà. Nhi tử của ông dĩ nhiên cũng chỉ mới mười mấy tuổi thôi. Tiểu Hoàng cùng Tư Đồ có vẻ hơi sửng sốt. Họ quay sang nhìn cô. Trong cô còn chưa có biết gì nhiều nhặn lắm. Lại là họ Viên. Họ Viên là quốc họ của đương triều. Cô nương này chẳng phải là người hoàng tộc hay sao? Nhưng mà hoàng tộc thì thế nào lại đi một thân một mình đến nơi này? Nếu y là Hoàng Bán Tiên, vậy huynh đây chẳng lẽ chính là Tư Đồ ban chủ sao? Tư Đồ gật đầu hỏi. Cô là ai? Ta là Viên Thiến. Nữ tử mỉm cười. Hoàng đế đương triều Viên Lạc là phụ hoàng của ta. Ta là công chúa. Tư Đồ cười khẩy. Không phải kêu rằng lão hoàng đế chỉ có một đứa con trai đó hay sao? Từ đâu lại chạy ra một cô công chúa? Vừa nói xong đã bị Tiểu Hoàng kéo kéo. Tư Đồ nghĩ lại, cũng phải. Còn có một tên Ngao Thịnh nữa kia mà. Có điều chẳng ai hay biết là nó có trên đời này mà thôi. Ta là nghĩa nữ, được phụ hoàng thu nhận, khâm tứ cho họ Viên. Viên Thiến mỉm cười. Thật là trùng hợp quá, xin hoàng tiên sinh giúp ta một việc lớn. Tiểu Hoàng có chút khó xử. Nữ tử trước mắt này có thân phận khả nghi, không biết cô ta nói là thật hay là giả. Y đành phải hỏi. Cô có chuyện gì sao? Tôi muốn nhờ hoàng tiên sinh giúp ta xem một quẻ vận mệnh cho đương triều. Viên Thiến nghiêm nghị nói. Tiểu Hoàng cao mày lắc đầu với cô ta. Thuật kỳ hoàng vốn dĩ không có chính xác. Hoàng tiểu tiên sinh nhất định phải có cách chứ. Viên Thiến bước đến mấy bước nữa để cản đường Tiểu Hoàng. Giọng cô khẩn khiết. Phụ vương của ta đang bệnh tình nguy kịch. Giờ đây phương Nam có tề dịch trăm vạn hùng binh đang dòm ngó. Mặt khác trong triều lại hỗn loạn. Thị vương mặc dù đã bị tuyệt diệt toàn quân, nhưng vây cánh của lão trong kinh thành vẫn còn rất nhiều. Gần đây đã nghe phong phanh Tả thừa tướng Viên Mai là cháu ruột của thị vương đang mưu đồ tạo nên cung biến hòng để đoạt vị. Cho nên ta muốn nhờ hoàng tiểu tiên sinh giúp ta gieo một vẻ đón quốc vận đến tột cùng sẽ đi về đâu. Tiểu Hoàng khẽ ngước đầu lên chạm vào ánh mắt của Tư Đồ. Quả nhiên trong triều đã có biến. Ta chạy một mạch đến đây cũng thay liên tục ba con ngựa chết. Đi đường không kịp ngủ mới có thể đến được nơi này. Viên Thiến sốt ruột. Hoàng tiểu tiên sinh, xin hãy giúp ta đi. Tiểu Hoàng khe khẽ thở dài, nói. Cô nương, ta thật sự không cách nào giúp cô được cả. Viên Thiến đứng lại, bất đắc dĩ mà nói. Vậy người có thể giúp ta gieo một quẻ rằng phụ hoàng ta sẽ còn thọ thêm được bao lâu không? Tiểu Hoàng nhíu chặt mi, việc này càng không thể nào có cách. Phụ hoàng của ta nếu không có việc gì, ắt chỉ trong một thời gian ngắn nữa, trong triều sẽ không còn loạn. Sắc mặt của Viên Thiến nặng nề. Nhưng bệnh tình của phụ hoàng thật sự rất trầm trọng. Ta đang sợ ông.
Tiểu Hoàng còn đang muốn khước từ thì bỗng thấy Tư Đồ nhiều nhiều mắt với y, rồi lia mắt về phía cánh rừng. Ngay tức khắc, Tiểu Hoàng hiểu rõ Tư Đồ đang bảo y rằng hẳn còn người ở bên trong rừng. Nghĩ ngợi một hồi, Tiểu Hoàng mới nói: "Ta được rồi, ta sẽ gieo một quẻ cho cô." "Thật ư?" Viên Thiến mừng rỡ: "Đa tạ Hoàng tiểu tiên sinh." Tiểu Hoàng bước đến ven lối đi, rồi nhặt lấy hai hòn đá, rồi xẻ sàng ước lượng chúng ở trong lòng bàn tay của mình. Sau đó, y nhắm mắt lại, trầm ngâm một hồi, rồi thả hai hòn đá về lại xuống đất, xong mới từ tốn mở mắt ra, chăm chú ngắm nhìn hai viên đá trên mặt đất, rồi nhíu mày.